Xin chào anh em, mình là Hà Tiểu Phu. Cuối cùng, Trân Đồ, Vua Quỷ Tron cũng nhận được một đợt buff sức mạnh đến từ Riot tại phiên bản mới nhất 13.23, phiên bản cuối cùng của mùa giải này trước khi chúng ta đến với tiền mùa giải 2024. Với lý do gần như biến mất khỏi bản đồ Summoner Rift, kèm tỷ lệ chọn thấp chạm mức kỷ lục trong mùa 13. Cụ thể, sức mạnh vật lý theo cấp tăng từ 3 lên 4, chiêu quy, nhai nuốt, năng lượng tiêu hao giảm từ 30 còn 20. Tưởng chừng đợt buff này là vô cùng đơn giản, nhưng cũng tại phiên bản này, Riot cũng cập nhật thêm một cơ chế vô cùng thú vị. Vàng từ trụ 2 và trụ 3 của cả 3 đường sẽ được tăng giá tiền nhận được tại chỗ, nhưng giảm giá tiền cho cả đội, với tổng tiền thưởng là không đổi. Với trụ 2 đường trên và đường dưới, thay đổi từ 550 vàng sang 675 vàng, còn trụ 2 đường giữa thay đổi từ 300 vàng lên 425 vàng. Trụ 3 tức trụ nhà lính của cả 3 đường cũng thay đổi từ 50 vàng lên 375 vàng. Khỏi phải nói, Trân Đồ là vị tướng được xây dựng theo hướng đẩy lẻ cực kỳ mạnh mẽ. Với việc các trụ được tăng tiền thưởng kèm theo đợt buff 13.23, thì lối chơi tập trung xoay quanh việc đẩy trụ của hắn ta còn khủng khiếp hơn bao giờ hết. Ngó lơ Trân Đồ vài phút thì việc bạn mất đi một đường với 3 trụ ra đi là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Tỷ lệ thắng của Trân Đồ cũng tăng mạnh từ 46% ở bảng 13.22, tăng thêm 5%, chạm mốc 51,17% ở bảng 13.23, một pha hồi sinh đầy ngoạn mục. Mặc dù 51% không phải là quá cao, nhưng phải biết rằng rất nhiều vị tướng được Riot tăng sức mạnh cực nhiều, nhưng tỷ lệ thắng chỉ tăng vỏn vẹn có 1-2% là hết nấc. Nếu bạn là fan của lối chơi đập trụ không đập người của Vua Quỷ Trân Đồ, thì đây là thời điểm thích hợp nhất để đem hắn ta quay trở lại đấy. Nếu thấy video này hay và hữu ích, hãy búp thêm động lực cho mình bằng cách thả lại một like và ấn đăng ký kênh Hà Tiểu Phu ha. Còn bây giờ thì cảm ơn và chúc các bạn xem video vui vẻ. Ủa sao 200 binh nữa rồi? Lại 200 binh rồi. Khó chịu chưa? Còn dữ hơn trên server hàng nữa. Server hàng binh có 100. Chết thật. Cái gì nhờ? Ok. Tạm. Ít nhiều gì cũng thấy qua chốc đôi combo rồi. Ulti mà úc cho chắc anh em ơi. Hả? Tạp thiệt. Cái này level 1 là BK được rồi. Cái này level 1 mà nó quy, nó xài quy ẩu à, nó hết quy một cái. Và cái quy nó cooldown tới mười mấy giây lận. Bậy vô gõ nó liên tục luôn. Má mà nãy thì mình lát quá. Nãy qua để binh chứ. Pha này đánh được là tại vì tụi mình đang lòi chiêu nè. Ê lời tí đồ, nói chung mua đồ á. BK được nè mấy em ơi. À! Hình như thằng A chóc nó cũng lát hay sao ấy. Hình như nó bị lát hay sao ấy. Chứ không thể nào combo ngáo gì được. Vô lý. Tao lại lên 100 binh nữa rồi. Quy ba hụt. Mẹ chứ tụi mình chạm được cái trụ này hơi là nó mất tiêu liền. Ba bốn hả? Buồn cười vậy thanh niên lát quá, thanh niên e nhòm. Shit.
vét ngon chứ kìa. Quay cái nồi thật rõ cho mà thấy ông mặt trời luôn à. Ác thiệt, chưa tới 5 giây nữa xong cái trụ rồi. Chưa tới 5 giây nhờ. Cái này là không có điểm tàn phá hủy diệt nè. 1, 2, 3, 4 đủ 5 giây luôn. Mà rớt nữa hả? Sợ mà rớt có rờ thôi. Bên kia xua hả? Bên ơi, bên kia xua luôn à. Victory. Hoàng Sơn đã rescan 10.000 đồng. Ơ lâu chưa thấy ai donate nhỉ. Hôm qua các bạn vừa donate xong mà. Cảm ơn Sơn nha. Sao Ragaz không lát ta? Romacia! Lấy suộc lâu quá anh tôi bắt đầu thuê diễn viên rồi mặt cười. Bằng cách nào? But how? Bằng cách nào vậy? Ê mấy bạn ơi, các bạn nghe mình giải thích. Các bạn nhìn nghe mình giải thích. Không có diễn viên nào ở đây hết, các bạn phải tin mình. Các bạn phải tin mình, không có diễn viên nào ở đây hết á. Không có, xin thề. Rõ ràng là các bạn thấy Jet đang rất là cố gắng để ăn mặn mình vào đấy mà. Các bạn phải tin mình. Nhìn mặt mình thành thật như thế này các bạn. Đó thấy chưa mặt cười. Các bạn phải tin mình, please. Xin đây. Còn cách nào ăn được mặn vậy trời. Trời ơi, sao vậy Ragaz? Đánh cái gì kỳ vậy? Tôi ăn mạng mà lòng tôi bất an luôn á mấy ông. Đánh này lỗ hết rồi ông nội ơi. Cái này nó không được lãnh lương đâu, thật đấy. Không có diễn. Đừng nói vậy. Ông này test Ragaz. Có thể là như vậy. Không có diễn. Ủa sao cái e của nó cooldown cái gì mà quải trà đậu vậy? Nó mới e đây mà. Ổng e hụt. Ổng e lộn vào lính. Chà, cái trò mắt e này lên hồi chiêu đánh khó chịu quá nha. Về thôi anh em. Ủa nó bị cay vậy ta? Đánh cái gì này? À, bị cay rồi. Bị cay rồi. Chết mấy mày nhảm nhảm quá. Xong tim thọt quá cay không đánh rồi. Ông sao nhanh tay bằng tôi được? Rồi sao mà ní nhanh tay bằng tôi được? Tôi cắn quy, tôi hút rờ phát ông đi rồi. Nhìn cái máu nó biết đi rồi.
Wow. Wow, dạ sao ulti nhờ cái hất tung của sứ giả kìa. Ghê à. Ai da. Ghê à. Dạ sao ulti nhờ cái hất tung của sứ giả kìa mấy ông. Sạch. Để nhà đi, đừng sợ chết đi. Chặn từng gió đúp của phía đồ vậy. Rồi chết cả đôi rồi. À. Này ngứa mình nó ra. Đi đi. Đó. Kìa Yasuo bê nhà kìa mấy ông. Yasuo bê nhà của mấy ông kìa. Sao con này trâu quá vậy? Nhảy. Súc sinh. Cay dữ vậy ba. Buồn cười quá. Ép lính đồ ha. Con gì là trời luôn á. Rồi tới rồi. Tới cái bài này nữa đó. Đó lại lắc lắc cái đầu Spacing DC này kia nữa rồi đó. Mệt vãi. Đam chạy. Hay thế nhờ. Mí này giống tuôn vậy rồi nè. Đây nè, anh cũng một mình bú ba cái chủ hai tới bây giờ nè. Con JC đó là đẹp nhà bay. Mấy thằng này nó cứ fit cho con JC ấy, đâm ra là mình đi farm vãi nồi luôn rồi, nó vẫn không bằng con JC ấy. Ma nó chứ. Đây đây đây, gượt đây gượt đây. Gượt đây anh em. Tao không tin là được giết mày không nổi á sao đó. Mày chạy nữa đi. Mày chạy đi. Nè, JC đi nhưng mà Silas còn, thấy nó khó. Lại một cây xa nữa cơ. Đặt cái bẫy đây nào người ta. Về coi. Thank you.
không làm sao mà cover cho được. Không hiểu nghĩ gì, để lẻ này tụi nó xuống hết rồi còn đâu. Không hiểu sao thanh niên lại đi đẩy lẻ chung với mình luôn, trong khi đi với team để kéo người bên kia, có khi tụi mình đẩy nát nhà của đối phương luôn á. Đối phương nó phải cử người để nó đi BK với team mình á, team mình tập hợp đủ người, đam nó to. Thế mà sao thanh niên lại đi chung đẩy lẻ với mình? Đó, cứ câu như này thôi. Một mình JC làm sao rep nổi anh em mình tập này nữa. À, tụi mình cấp 18 ở đây. Đồ đạc khủng khiếp như thế này các bạn. Nè, nhìn cái trụ nè. Đép nổi đâu. Đấy. Đó. Không đép nổi đâu. Nè, không phải đép nhà tụi mình bê nát nhà sao mà xem. Cản rồi kìa. Đó, tụi mình bê nát nhà luôn. Đấy, cản đi. Đó, thua rồi, bên kia họ thua rồi. Có thế thôi. Một mình đẩy hết cái dàn trụ bên kia, nó không chừa cái trụ nào luôn mà. Ok, bây giờ sẽ là một số mẹo hữu ích dành cho những anh em nào ít khi chơi trân đồ là: một, chiêu quy của bạn có thể hủy hoặc ảnh đòn đánh, nên hãy đánh thường rồi ngay lập tức sử dụng quy để gây thêm được nhiều sát thương hơn. 2, đúp của trân đồ có khả năng tăng hồi máu từ mọi nguồn, và ngoài việc tương tác với khả năng hồi máu từ nội tại cống phẩm đại dương và chiêu cuối chinh phục, thì kỹ năng này cũng tăng lượng hồi máu khi ở khu vực bể đá cổ, giúp bạn hồi máu nhanh để ra len nhanh hơn, hoặc khi ăn hạt hồi phục hay khi sử dụng các bình thuốc hồi phục, kể cả hồi máu của tướng đồng minh. Nên hãy nhớ sử dụng đúp trước khi nhận các nguồn hồi máu này để tối ưu hóa gameplay của bạn. 3. E của trân đồ ngoài việc làm chậm và chặn đường của kẻ địch, thì kỹ năng này có thể chặn các kỹ năng dạng lướt như Q của Jayce, Q của Jax, Q và đúp của Lee Sin, hay kỹ năng dạng kéo như E của Darius, E của Mordekaiser, Q của Lít Răng, Q của Baike, vân vân, và còn nhiều hơn thế nữa, kể cả hạt thông nổ khi tướng địch sử dụng. Miễn là bạn có thể canh thời gian chuẩn xác, thì mọi kỹ năng dạng này đều có thể chặn được. Nên hãy tận dụng kỹ năng E thật khôn ngoan để khắc chế tướng địch, đem về lợi thế cho bản thân. Và các bạn có biết thêm mẹo nào hữu ích của vị tướng trân đồ này không? Hãy chia sẻ bên dưới để mình cùng anh em viewer học hỏi với nhé. Ok, và đó là tất cả những gì mình muốn nói trong video lần này. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình ha. Mình là Hà Tiệp Phu. Xin chào và hẹn gặp lại ở video lần sau.